gặp được nàng hơn nhặt được vàng, gặp được nàng hơn nhặt được vàng. Anh làm cái gì mà đứa lỏng bẩm nhàn điên vậy? Điên đâu mày, anh Duy Nưu Tống mới ra bài hát tỏ tình mới, quả thế là hay lắm, cho nên anh đang học thuộc bài hát tỏ tình với chị Thắm này nè. Trời, ảnh này đẹp trai, khỏi tỏ tình gái cũng tự độ. Còn anh à, vừa xấu, vừa bất tài, dù anh hát bao nhiêu bài cũng vậy à. Mày chống hai con mắt của mày lên, mày xem anh mày thể hiện nè. Gặp được nàng hơn nhặt được vàng, nên công ty anh xin đầu hàng. Sau nhiều lần hẹn hò, anh biết đưa nàng sang đò. Dù trời mưa gió, đò này cũng đưa em về bến. Bến nào vậy con? Sao hồi nãy giờ nhặt được bao nhiêu cái vàng ơi? Dạ ông Tắp. Khúc này sao nữa anh xin? Em đang chống mắt lên coi nè. Trời!